Không biết mình khoe cái này với cả nhà chưa ha? Nếu chưa khoe lại. Nếu chưa thì khoe, mà khoe rồi thì khoe lại cả nhà. Đây là cây vàng đó. Cà thiệt là cao. Để mình làm đậu vua à nha. Đó, mình cho cái cây đậu vua nó leo lên đây. Đó, cây vàng siêu cao luôn. Đây cả nhà. Đó, đang leo nè. Đậu vua cái trái bự lắm cả nhà ơi, trái nó giống như đậu cô ve vậy đó nhưng mà nó rất là bự. Nên là người ta gọi là đậu vua đó. Hy vọng là có để hái, mình thấy nó leo quá chừng rồi đây nè cả nhà. Leo lên đây, leo được nhiều leo. Ủa cái này gần tới đây là tự nó đó. Để vậy cho nó leo. Ôi chị bên đây leo quá chừng luôn rồi nè. Nó chỉ leo cao rồi đó. Wow. Mà hy vọng mấy ngày tới nắng. Cái đậu không sao rồi, nhà ơi, nắng gì mà mới 48 độ dưới mấy nha. Nắng nhất kỷ lục nhất từ hồi đó giờ mình ở đây luôn á. Ôi nắng mà cái cây dâu tây của mình á nó chịu không nổi, nó cháy hết lá luôn rồi nhà, nó cái lá nó cháy vậy luôn nè. Mình cắt bớt rồi đó, đúng không? Mình cho nó muốn ra ra lá mới như vậy nè nhà, nó cháy vậy đó, cháy giống như lá vậy luôn nè. Trời ơi tội nghiệp gì đâu á. Ô có một quả dâu tây chín ăn luôn rồi nhà ơi. Hết mùa dâu tây rồi nên là thấy trái nào chín mừng ơi là mừng luôn cả nhà ơi, có trái chín nè, mời cả nhà. Thơm quá, thơm mà ngọt giòn. Ngon quá. Mấy trái kia còn xanh rồi nhà ơi, con trái này chín luôn nè, có chín chưa nữa. Đây trên này, trên đây. Tay này cả nhà ơi, hái trái ăn nữa, đồ đi đào khoai tây cả nhà ơi. Trời ơi trời nắng cái trái dâu nó ngọt ghê á. Nhiều nước quá, đang còn xanh không có trái nào chín hết. Đây cả nhà ơi, hôm nay là mình sẽ đào hai cái thùng, hai cái thùng này nha cả nhà. Hôm nay mình sẽ đào khoai tây nha. Mình thấy là đã có củ rồi nhà. Ham quá à. Bây giờ để mình đào khoai tây đi. Ham chưa? Trời ơi có chị sờ lớn ở trong đây nè. Trời nắng vậy mà chị cũng chui vô đây được người ta. Lấy chị ra ngoài đi. Đây nhà xem là đã thấy cái củ rồi đấy nè. Đó cái củ nhỏ nhỏ thôi cả nhà ơi. Đây không biết là ở dưới đủ màu luôn rồi nhà. Màu vàng, màu tím. Bữa hôm mình đi chợ mình có quay là mình mua cái giống đó cả nhà. Ôi ôi, có củ dài 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 cả nhà ơi, màu tím dài nè, đó. Wow, nó giống cái củ mình mua nè cả nhà ơi. Wow. Trời ơi. Trời ơi trời. Đã quá vậy. Ồ, tưởng củ nó không phải nhà ơi. Đấy nè cả nhà. Ôi ôi, wow. Màu tím nha cả nhà. Rồi để mình bứng lên mới được cả nhà. Ôi giời ơi đã quá. Là cái này. Cái này ấy lên nặng. Bứng lên cho nó dễ nè. Chuẩn bể thùng. Wow, mình thấy con củ đây nữa nè. Trời ơi đau. Ham quá. Đào khoai tây mình mê mà nhờ. Nó chuyện nó sắn vô cái củ ạ. Có chừng mình sắn vô cái củ rồi nhờ. Để mình dơ, mình dơ luôn cả cái này mới được ấy, cả nhà ơi. Đây nè. Đó. Wow. Ôi ôi, cái củ bé đây này, trời ơi bự chứ cả nhà ơi. Màu đỏ, màu xanh gì quá chừng luôn. Ôi đây nè, rủ quá chừng luôn cả nhà. Đỏ nè. Ôi đỏ bao la luôn. Ôi, thấy ham chứ cả nhà ơi. Mấy đây nè. Đó. Ôi ôi, khoai tây đây cả nhà ơi. Trời ơi, trồng trong cái thùng đen này hình như nó thích nè cả nhà ơi.
cũ quá chừng luôn. Cũ đâu rồi? Đây, hình như cũ mấy anh nó qua mấy anh đây anh ơi. À, nhổ lên luôn. Đây, wow. Đây là cũ mẹ nè cả nhà. Cũ mẹ nhỏ tí ti mà nó ra nhiều cũ chưa. Trời ơi, mình ha, mình đào sớm nè. Nó còn bự nữa đó cả nhà. Nó vậy đó. Khoai tây của Nhung Hà đó cả nhà. Trời ơi, nó rủ rượi luôn. Đó, mấy anh đây. Tím tím đỏ đỏ vàng vàng với ham thiệt chứ. Trời ơi quá chừng mấy anh đây luôn. Wow. Trời ơi ham chứ nhà ơi, đây nè, đây nè, đó. Rủ 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 nè, củ nè. Wow. Đây trời ơi củ này bự dã man luôn. Ồ. Bự hơn cái củ giống mình mua luôn á nhà ơi. Củ giống mình mua đâu có bự gì đâu, củ giống nhỏ nhỏ à. Ồ có một củ màu đỏ nè. Trời ơi cái dãy này là màu đỏ ha. Màu đỏ màu đen ha, lẫn lộn như đây luôn rồi nha. Quá đẹp chưa. Trời ơi. Đây. Kết quả. Kết quả thu ngày hôm nay rồi, mình sắn vô cái củ nè nha. Đó. Wow, ham chưa ham chưa nhà ơi. Bên đây nữa chứ. Đó, wow. Wow, mình chỉ trồng vô đây là 3 tới 4 củ, 5 củ. À, 1 2 3 4 5. 5 cái gốc cả nhà mà khoai tây vậy đó cả nhà. Đó. Thùng bên đây được mấy củ như vậy rồi ha. Để mình xem cái thùng bên đây xem sao ha. Đó. Đây. Thùng bên đây nữa nè cả nhà. Đó. Mình không biết thùng bên đây như thế nào ha. Tại vì mình muốn thu hoạch đi á cả nhà, đặng mình trồng dâu vô đây rồi nha. À, không hết thùng rồi, mình mua quá chừng thùng mà cũng không có đủ nữa nên là mình sẽ thu hoạch luôn cái thùng này luôn. Mấy cái thùng kia mình trồng đồ hết trơn rồi. Hay thu hoạch mén. Hy vọng bên đây có bự. Ui trời. Sao cái thùng này cứng dữ hả? Ôi ôi cái thùng bên đây quá chừng luôn. Oh my god. Ôi trồng trong cái thùng này có bộ nó ưng nè cả nhà ơi. Ôi ôi. Bên kia đóng bên đây quá chừng nữa cả nhà ơi. Ôi ôi bao la luôn. Ủa cái thùng này mình chỉ trồng có 2 cây thôi hả? 3 cây, thùng này mình chỉ trồng có 3. 3 cái ấy thôi à. Bên kia mình trồng tới 5 cái nữa. Bây giờ là người ta mới trồng khoai tây, mình đi thu hoạch khoai tây rồi đó. Rồi, 3 em. Ôi, hôm nay là khoai tây thu hoạch tới ham luôn. Oh, wow. Màu bên đây là màu tím nè. Cái này là khoai tây khoai tây gì mình cũng không biết nữa. Trời ơi có quả củ có màu đen bên đây luôn. Nó bay qua bên kia quá chừng luôn cả nhà ơi. Wow, dính nguyên cả cái này ham chưa cả nhà ơi. Đó bên kia màu đỏ, bên đây thì màu vàng cả nhà. Đó. Khoai tây nguyên cả. Về về luôn. Wow, bên đây nữa nè. Wow. Trời ơi quá chừng. Ủa nó dính. Nó dính màu đen vô đây nữa ta. Trời ơi cái củ này bự chưa. Wow. Ôi thấy ham thịt khoai tây năm nay đã thiệt luôn rồi nhờ. Trong cái thùng thối á. Mà nè nó dính nè. Nó dính đi theo những cả cái cây nè. Cái củ nè. Ham dễ sợ chưa nhờ ơi. Wow, gom hai thùng lại đây cả nhà ơi. Mình chưa có đào hết á, mình chỉ mới nhổ mình bứng lên thôi mà được nhiêu đây rồi đó cả nhà. Quá chừng quá đất luôn nè. Đó. Rồi bây giờ mình làm một cái tấm thumbnail xong rồi mình bỏ hết cho trong cái rổ. Cả nhà ơi, địa làm tấm thumbnail cho ngày hôm nay nha cả nhà. Đó, thumbnail 1 2 3 thumbnail. Giờ là đi lượm lượm bỏ vô mẹt cả nhà. Đó, xong rồi không biết ở dưới còn bao nhiêu nữa thì bỏ đi, bỏ mẹt chứ đó. Lượm bỏ vô mẹt thôi. Đó. Wow.
Hơi ham chứ cả nhà ơi. Khoai tây này, nhỏ to gì đều có hết. To thì ăn to, nhỏ thì ăn nhỏ. Wow, cái củ này là y à, nói chung là bự hơn cái bữa hôm mình mua cái giống luôn rồi nha. Giống nó nhỏ hơn. Wow, nó còn bự hơn nữa đó mà. Cái cây nó đã vàng rồi nha. Rồi mình cần cái thùng này đó. Mà như vậy ăn cũng được rồi, nên là mình thu hoạch luôn. Cái này là vàng nè, vàng này cũng ngon. Lần đầu tiên mình không biết ăn là cái tím nó như thế nào. Để mình vô à nha. Mình luộc mình hấp lên xem là cái màu tím này ngon không. Màu vàng, màu này nọ mình ăn rất là nhiều lần rồi, nhưng mà màu tím mình chưa có ăn bao giờ luôn. Để mình luộc một mớ màu tím này mình ăn thử. Wow, cái mẹt này đẹp quá. Là năm đầu tiên Nhung Hà trồng khoai tây màu tím luôn á. Không biết bên trong nó màu gì luôn. Thường thường là màu đỏ bên ngoài vậy á, bên trong màu trắng. Nhưng mà không biết cái loại màu tím này như thế nào, mình không biết nữa cả nhà. Tại vì là năm đầu tiên mình trồng luôn. Để mình đi vô trống cả nhà. Mình bỏ trong microwave á. Trời ơi, mũi chích đau á. Mấy phút á cả nhà, để mình xem là có ngon không ha. Wow, mấy củ nhỏ nhỏ này á, hấp bên ăn nguyên vỏ luôn, ngon cực kỳ. Rễ này là xong, một rễ một em rồi nè, bỏ ra ngoài. Cái này gọi là baby á, ngon. Chị Brandy hấp nhỏ nhỏ này chị ăn không á. Chị mua cái bịch này, một bịch 5 đô, một nhóm nhỏ nhỏ thôi đó. Người ta cũng bán mắc lắm á. Nhỏ nhỏ có giá nhỏ nhỏ à nhà. Wow, trời ơi, nó còn bự cái này, nó còn bự ra nữa nè. Qua trồng trong thùng thôi mà cái củ cũng nhiều dữ ha, mình không ngờ luôn á. Nhiều hơn cả năm ngoái luôn rồi nha. Năm ngoái đâu có nhiều dữ vậy đâu. Ôi, ôi trong đây quá chừng luôn nè. Wow, ôi này chắc hơn, hai thùng này chắc hơn một mét luôn đó cả nhà. Dưới đây nữa nè, ôi dùi, quá chừng luôn. Mình gom mấy cái này hết cái đã, xong rồi cái mình đào mấy đằng dưới, mình kiểm tra xem còn củ nào nữa không. Còn bây giờ là lấy mấy cái này trước cái đã. Nhỏ nhỏ lấy luôn. Wow, ít bữa nó tha hồ thu hoạch mấy anh kia nữa cả nhà ha. Trong thùng mà nhiều vậy chắc ở ngoài kia không biết làm sao ha. Quá chừng bao la luôn. Ồ, cái mớ nãy à nhà là mình ngắt đọt nha, ngắt cả cái bông á nhà. Ngắt cả cái bông mà mấy thằng trên đó cả nhà. Đó. Ồ, vậy là ngắt cái bông có lý nha cả nhà. Thấy mà khoai tây mà ra mà cả nhà thấy mà ấy thì cả nhà ngắt bông đi nha. Mình thấy ngắt bông, trời ơi nó ra củ nhiều dữ lắm luôn á. Có lý á, cảm ơn bạn mà bố hôm nhắc nhở mình là ngắt cả cái bông nha. Đó, quá chừng củ dưới đây nè. Quá dưới đây nữa nè cả nhà ơi. Úi dùi ui, nhiều dữ. Đây nữa nè, ô quá. Wow. Trời ơi, đây nữa. À, trời ơi, chị sao lớp hết cả luôn. Quá wow, trời ơi. Quá wow, tận dưới góc này vẫn còn quá chừng luôn ta. Đây nữa nè. Quá wow. Wow ơi, đây nữa nè cả nhà ơi. Quá wow, màu tím nhiều củ dữ hả. Quá wow, nhiều quá. Màu đỏ cũng quá chừng luôn. Bội thu cả nhà ơi. Năm nay cái gì cũng bội thu hết trơn á. Dâu tây cũng bội thu dâu tây. Khoai tây cũng bội thu khoai tây. Ui quá màu đỏ tới đây này cả nhà. Lát là mình kiểm tra lại kỹ hơn nữa không à. Ồ đây một củ nữa. Oh, wow, có màu đỏ đâu rồi, mình mới thấy có màu đỏ lé lé ở đây mà nè ta. Ồ không phải này là... wow,
cái mệt này nhiều quá. Rồi qua thùng mấy anh đây nè. Đó. Kiểm tra lại thùng mấy anh đây nha cả nhà. Oh yeah. Đó, một em. Thùng bên đây ít cũ hơn mấy bên kia ha. Thùng bên kia quá chừng cũ luôn. Wow, một em đây nữa. Mới nói em không có cũ là em xuất hiện liền à. Đó, wow, trời ơi, cũ bự luôn. Ôi da. Dữ dằn thiệt. Hoa tây năm nay bụi thu quá chừng bụi thu luôn. Ít bữa nữa hả chị Brandy thu hoạch khoai tây nữa, có hai thùng chị Brandy á. Ôi chị chắc ham dữ lắm đúng không ạ? Quá đây à nhà ơi. Nó quá. Ui 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 quá. Trời ơi. Củ này nó trỗi bự quá à. Màu tím này bự ghê luôn. Quá. Chà chà. Mình mua cái giống nó đâu có bự vậy đâu. Cú tẹo à. Wow. Cái tây siêu đủ màu sắc luôn cả nhà. Không có đủ cầu vòng nhưng mà cũng được ba màu cả nhà ha. Màu đỏ, màu vàng và màu tím cả nhà. Trời ơi, đẹp chưa? À mình chỉ 10 không, 8 củ thôi cả nhà. 8 củ giống mà ra được nhiêu đây. Qua dữ dằn không? Được nguyên cả mệt luôn, bỏ trong thùng á nha cả nhà. Mình dữ dằn vậy đó. Nên là ai mà không có đất á cả nhà, để trong thùng cũng rất là ok. Gần ngày lễ cả nhà, ngày lễ độc lập ở bên Mỹ nên là bây giờ người ta đốt pháo cả nhà, rất là bự luôn. Đó. Bây giờ để mình đi vô trong cả nhà, mình sẽ luộc hai loại màu này nè. Mình sẽ là 4 củ này đi. Đó, mình ăn thử xem là cái khoai tây tím này ăn có ngon không nha cả nhà. Cái này mình nghĩ là làm bánh chắc cũng đẹp lắm đó ha. Mình thu hoạch xong là tối trăng vàng luôn, nên là sập luôn. Nên là bây giờ mình ăn thử cái loại dài dài này cả nhà. Cái loại dài á, nó khi nấu lên chín đó cả nhà, nó đậm màu hơn cả nhà, so với lại cái màu tím mà nó tròn tròn này. Đó, để ăn thử cái đậm màu này xem ngon không cả nhà ha. Nóng quá, bỏ xuống đây. Ăn thử miếng nè. Lần đầu tiên Nhung Hà trồng khoai tây tím nên là phải ăn thử mới được. Mời cả nhà nha. Oh wow. Nó thiệt là dẻo luôn rồi nhà ơi. Nó dẻo mà ngon, bùi ngon à. Ngon giống như là khoai lang. Biết khoai lang tím mình chưa có ăn nữa, nhưng mà nó rất là thơm và ngon và dẻo luôn á. Ngon quá. Mình nghĩ cái này làm bánh chắc là ngon dữ rồi nha. Mà thấy cái màu dài tháng năm á. Mình sẽ trồng cái loại dài này nhiều hơn nè. Mình thấy cái loại dài này chắc là ăn ngon nhất luôn á. Khi nấu lên vẫn còn giữ được màu tím. Cái củ này ha, lúc mà nó còn sống mà tím rất là đậm luôn ha, mà nấu lên là nó thành màu hơi hơi xanh xanh cả nhà ơi. Công nhận á, ăn nó dẻo dẻo ngon ghê luôn. Để ăn thử qua cái này thêm thử thêm ngon không, mời cả nhà. Cũng dẻo nhưng mà cái độ dẻo của cái màu tím dài này ngon hơn này cả nhà. Màu tròn á, tuy là nó cũng dẻo nhưng mà không có dẻo bằng cái loại tím này. Loại tím này ngon. Mình chấm loại này. Vừa dẻo mà nó có cái độ bở nữa. Còn này là dẻo, thiệt là dẻo luôn.
Ngon quá. Nhưng mà vẫn thích ăn cái loại này hơn. Loại này ngon ghê, loại này nó dẻo dẻo. Trời ơi, công nhận luôn ạ nhà ơi. Không ngờ ha, năm nay mình trồng được cái loại này ưng ý ghê luôn á. Sang năm á sẽ chọn cái loại dài này thiệt là nhiều, trồng cái loại này để ăn. Mình nó thích ăn khoai tây à nhà, chứ hấp lên hoặc là bỏ trong microwave cho nó chín vậy thôi, xong rồi ngồi cứ gỡ ăn vậy nè, không cần chấm không có gì hết á, mình thích ăn vậy á. Wow, cái này làm bánh tuyệt vời ngon luôn á. Dẻo mà ngon ghê á. Ngon nhất trong các loại khoai tây luôn á. Mình chưa ăn cái củ khoai tây nào mà dẻo như cái củ khoai tây này cả nhà ơi. Này cũng ngon nhưng mà mình vẫn thích loại kia hơn, vừa dẻo vừa bùi. Không kia là dẻo thì là dẻo. Ngon quá. Rồi đi vô rồi nhà, đi vô ghép video, vừa ghép vừa ăn. Một tay ghép một tay ăn. Nhà thấy cực không, đi làm về làm video chăm sóc vườn rồi rồi phải ghép video nữa, không có thời gian nghỉ luôn á nhà ơi. Lúc mà ông xã đi chơi mình cũng phải cầm cả cái máy theo đặng mình tranh thủ lúc ông xã với bạn ảnh nói chuyện á nha, mình ghép được một hai cái video đặng đăng lên cho cả nhà xem cho vui. Với lại ngày nào mình không đăng mình cảm thấy rất là buồn luôn cả nhà ơi, không hiểu lý do là sao nữa, mình cảm thấy rất nhớ mọi người nha. Thôi bây giờ Nhung Hà phải đi vô đây cả nhà ơi, bây giờ là gần 10 giờ rồi. 10 giờ tối cả nhà mà xem nè, 10 giờ đó mà chỉ chặn vạn như vậy, giống như 6-7 giờ ở bên mình ha. 10 giờ tối rồi đó cả nhà. Hình như là video này là lần đầu tiên mình quay buổi tối luôn á ha. Thôi, video tới đây tới ha cả nhà ha. Tạm biệt cả nhà nha, chúc cả nhà có một ngày vui vẻ. Cả nhà ơi, tặng cho Nhung Hà một like, đăng ký kênh, chia sẻ, ủng hộ Nhung Hà nha cả nhà. Bye.